một cái dự toán chi phí hợp lý thì sẽ cung cấp cho cái người ra quyết định, những người ra quyết định cái công cụ để đưa ra các cái quyết định quản lý phù hợp, đúng không? Tránh cho chủ đầu tư khỏi cái việc tính vượt chi, và tránh và giúp các cái nhà thầu builder này, thì chúng ta nên dịch là nhà thầu hơn là các cái nhà xây dựng, nhà thi công. Chúng ta trong ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta thì cũng hay sử dụng nhất là nhà thầu thi công, thì chúng ta dịch là các nhà thầu và các cái dịch người các nhà cung cấp dịch vụ khác, tránh khỏi mất tiền. Đầu tiên là bạn Phạm Thị Thùy à, Thùy ấy, Thủy nhỉ, Thùy. Có em thấy em đọc reasonable cost estimate provides the Vừa đọc decision đấy rồi, vừa đọc xong câu đấy rồi. a cost estimate is a summation of all the costs involved in accomplishing a project from inception to completion of the project life cycle. Em dịch là dự toán chi phí là tổng hợp tất cả các chi phí liên quan đến việc hoàn thành một dự án từ khi bắt đầu đến cho đến khi hoàn thành vòng đời của dự án. Rồi. Từ khi inception ở đây thì nó là từ khi lên ý tưởng, đúng không? Từ khi có ý tưởng, từ giai đoạn lên ý tưởng cho đến khi hoàn thành vòng đời của dự án. Câu tiếp theo. Thu Trang à, Nguyễn Thu Trang à. The cost can be calculated in several ways and level of detail depending on estimate requirement as a particular phase of the project duration. Dịch là các chi phí có thể cái này có thể được phân loại theo một số cách và mức độ chi tiết tùy thuộc vào yêu cầu ước tính tại một giai đoạn của thời gian của dự án. Okay. Những cái chi phí này có thể được phân loại, categorize nhé. Cái từ này đọc là categorize, như là cái từ nhóm là loại, thì nó còn có thể đọc là category, tức là danh từ của từ này, category nhé. Một bạn đọc sẽ thấy cái từ này nó nhìn nó hơi khó đọc, không biết là đọc kiểu gì. Nó là categories hoặc là category là danh từ, và cái từ danh động từ ở trong trong câu này thì nó là categorize, là nó có đưa ed ở kia, thì với categorize thì ed chúng ta chỉ đọc là âm d thôi, categorize chưa? In several ways and levels, tức là các cái chi phí này thì sẽ được phân loại theo một vài cách và các cái mức độ chi tiết theo một vài cách và theo và mức độ chi tiết tùy thuộc vào cái yêu cầu dự toán ở một ở cái giai đoạn nhất định của dự án. Được chưa? Câu tiếp theo. Hà Thu Trang luôn này. Em có thể em đọc. However, the most straightforward classification may divide cost into main category, direct cost, indirect cost, overhead, markup, and
contingency cost. Dịch là tuy nhiên, cách phân loại đơn giản nhất có thể chia chi phí thành các loại chính là chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, chi phí chung, định giá và chi phí dự phòng. Định giá à? Định giá là gì đấy? Markup à? Markup là các chi phí bổ sung. Được. Tuy nhiên thì cái cách phân loại đơn giản nhất thì có thể chia chi phí thành các loại chính là chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, overhead ở đây là chi phí chung, markup là chi phí bổ sung và contingency cost là chi phí dự phòng. Contingency ở contingency hay là gì đâu nhé. Contingency. Straightforward ở đây thì các bạn hiểu straightforward tức là thẳng, đi thẳng về phía đằng trước, tức là nó rất là dễ, nó thẳng ngắn nhất là, đúng không? Straightforward là thẳng, dễ, đơn giản. Cái cách phân loại mà đơn giản nhất thì có thể chia chi phí thành các loại chính là trực tiếp, gián tiếp, đúng không? Chi phí chung, chi phí bổ sung và chi phí dự phòng. Rồi, đầu tiên ạ, bạn Thanh Tuấn nè. Dạ em có ạ, em thấy em đọc ạ. The direct, indirect cost, overheads, and markup should cover all expenses of resolve and allow an expected profit need to read construction works, whereas the contingency cost is added to the estimate to address specific device risks and uncertainties. Em dịch là chi phí trực tiếp, gián tiếp, tổng chi phí và định giá phải bao gồm tất cả chi phí, tài nguyên và cho phép lợi nhuận dự kiến cần thiết để tạo ra các công trình xây dựng, trong khi chi phí dự phòng được thêm vào các ước tính để giải quyết rủi ro, xác định cụ thể và những điều không chắc chắn. Ừ. Rồi, ok. Để ý này, cái từ direct này chúng ta gặp rất nhiều rồi, direct, indirect, vẫn hôm nay vẫn đọc là direct là thế nào. Direct này đã gặp cả trong bài stakeholder là khi mà nói về phân loại các cái bên hữu quan ấy, bên hữu quan bên trong và bên hữu quan bên ngoài, đúng không? Bên trong thì là direct, người ta gọi là direct tức là bên hữu quan trực tiếp, indirect là bên hữu quan gián tiếp. Thì ở đây nó cũng thế, đọc mình phải đọc là direct chứ không phải đọc là direct được. Có cái phần mà nó có hai cái từ số nhiều liên tục mà chúng ta phải đọc rõ ra là từ should cover all expenses of resources. Đúng không ạ? Tuấn nhìn thấy chưa? Dạ em thấy rồi. Should cover all expenses of resources. Đó. Là cái từ này khi mà số ít thì nó đã kết thúc bằng chữ sờ rồi. Đúng không? Expense và resource nó đều kết thúc bằng chữ sờ rồi. Âm S gì rồi. Bởi vì khi mà nó sang số nhiều thì chúng ta phải đọc rõ ra là expenses, resources and allow an expected profit needed to create, không phải là create mà là create. Đó. To create construction works whereas the contingency cost is added to the estimates to address specific defined risks and uncertainties. Uncertainties là bất định. Được chưa? Chi phí trực tiếp, gián tiếp, chi phí chung, markup ở đây nó là chi phí bổ sung hay nó còn là chi phí, không phải chi phí bổ sung mà nó là kiểu như lợi nhuận ấy. Đó. Để nên bao gồm tất cả những cái expenses là những cái chi phí về nguồn lực và cho phép thì một cái khoản lợi nhuận.
Đấy, cái markup kia chính là chi phí bổ sung, nó chính là cái lợi nhuận đấy. Thì profit này nó chính là giải thích cho cái đấy, expected profit là cái lợi nhuận kỳ vọng, đúng không? Cần để tạo ra cái công trình xây dựng. Trong khi contingency cost và chi phí dự phòng thì được thêm vào cái dự toán để giải quyết những cái rủi ro và bất định xác định cụ thể, đã được xác định cụ thể. Rồi, đầu tiên hộ mình nào, bạn Lê Hải nào. Đọc bài. A cost estimate is a summation of estimating the cost of any construction project with absolute precision, making no difference between actual cost and estimated value. Impossible to unviable project information and unforeseen surrounding uncertainties at the time of making an estimation. Especially in the initial state of the project. Ước tính chi phí của bất kỳ dự án xây dựng nào với độ chính xác tuyệt đối là không tạo ra sự khác biệt giữa chi phí thực tế và chi phí ước tính sẵn. Không khác biệt thực tế chi phí ước tính sẵn. À, không không khác biệt với chi phí ước tính sẵn và không thể do thông tin dự án không có sẵn và những bất ổn xung quanh không lường trước được tại thời điểm lập dự toán, đặc biệt trong giai đoạn đầu của dự án. Đúng rồi. Nhá. Rồi. Tôi đọc thêm rồi nhá. Rất nhiều từ. Hay là em đọc ở trên điện thoại đấy, em đọc ở trên điện thoại hay là đọc trên máy tính? Vâng. Đọc trên điện thoại hay đọc trên máy tính? Máy tính em của em đang học. Thì đang học trên điện thoại gì? Vâng. Đúng không? Mà tôi thấy đang đọc vất vả lắm. Đọc toàn đúng từ thôi. Estimating the cost of any construction project with absolute precision, making no difference between the actual cost and estimated value is impossible. Due to unavoidable project information and unforeseen surrounding uncertainties at the time of making an estimation,
especially in the initial stage of the project. Dự toán chi phí của bất kỳ dự án xây dựng nào với cái độ chính xác tuyệt đối, tức là không có sai khác giữa cái chi phí thực tế với cả cái giá trị đã được dự tính, thì là điều không thể do cái thông tin dự án không có sẵn và những cái bất định xung quanh mà không lường trước được tại thời điểm mà lập dự toán, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của dự án. Đó, câu này nó dài lòng, mà dịch nó hơi chúc chắc một tí như thế. Thì cái chỗ gạch ngang này này, các bạn thấy with absolute precision, thì đúng ra nếu mà thông thường thì người ta sẽ phẩy xong rồi which means, đúng không? Which means making no difference between actual cost and estimated value, xong rồi lại phẩy is impossible, tức là nó là một cái bổ nghĩa, đúng không ạ? Nó dùng cái cấu trúc which, đúng không? Sử dụng which, nó đưa vào là gì? Là tạo ra which makes, thì đúng rồi, không lẽ mình nói nhầm, which makes no difference. À, không lẽ mình gọi which means, đúng không? Which means making no difference, có nghĩa là, tức là nó giải thích là có nghĩa là. Vậy thì khi mà chúng ta nhìn thấy thì chúng ta cũng có thể dịch được gì? Nghĩa là hay là tức là, đúng không? Dự toán chi phí của bất kỳ dự án xây dựng nào với cái độ chính xác tuyệt đối phải, tức là không có cái khác biệt giữa cái, không có cái chênh lệch giữa cái chi phí thực tế với cả cái giá trị đã được dự toán trước, đúng không? Đã được dự tính trước, phải là điều không thể. Đấy, đúng không nào? Lúc ấy bạn Hải à, đúng không? Thì gặp vấn đề là do là dịch cái đoạn making no difference này, các bạn lại dịch là tức là khi đấy, thì khi mà em dịch là thì cái tức là gì, em biến nó thành vị ngữ, trong khi vị ngữ của cái câu này nó nằm bắt đầu từ từ is trở đi, tức là từ động từ to be is impossible. Được chưa? Making no difference between actual cost and estimated value ở đây là nó là một cái bổ ngữ. Được chưa? Bổ ngữ nó để nhằm làm rõ nghĩa cho cái phần chủ ngữ ở đằng trước. Chủ ngữ ở đây là gì? Là estimating the cost of any construction project with absolute precision. Nguyên cái cụm đấy nó là chủ ngữ. Được chưa nào? Và thêm là gì? Making no difference here, nó là bổ ngữ. Và is impossible bắt đầu nó mới là vị ngữ. Đó, đấy là phân tích ngữ pháp của câu đấy ra nhé. Thì nó như vậy. Khi bạn phân tích ngữ pháp chuẩn thì bạn sẽ hiểu nghĩa của câu đấy, và bạn dịch sẽ chuẩn. Hiểu thì chỉ dịch sẽ đúng. Vậy thôi. Câu tiếp nào. Hữu Lượng nào. Bạn. The granting of priority accuracy is estimates accurate. Each method should account for as many factors as necessary, such as construction practice, weather and geography condition. Dịch là để tạo ra một ước tính chính xác, một nhà dự toán phải có kỹ năng kỹ năng gì, phải cần kỹ năng nhiều, có nhiều yếu tố, chẳng hạn như địa điểm, thị trường xây dựng, thời tiết và điều kiện địa lý. Skill kia thì tôi dịch là có tay nghề nhá. Vâng. Có tay nghề hay dịch là tay nghề cao cũng được, có tay nghề cao cũng được.
hơi bị tập trung vào cái từ skill đấy quá. Mà skill mà thêm ED thì em chỉ đọc là skill đờ thôi, chứ làm gì mà ông đọc đến skill LD là thế nào, ra LD cái gì. Skill nó không rõ là chữ L, nó kết thúc bằng âm L, nhưng mà nó chỉ là kiểu uốn cong lưỡi thôi, skill, đúng không? Chứ nó không phải skill L, cho nên là thêm ED vào thì em chỉ cần đọc là skill là được, đúng không? Skill thế là được. À, nhiều khi là trong cái văn nói ấy, em không cần đọc rõ cái âm D là cũng chả vấn đề gì. Skill estimator chả vấn đề gì cả, người ta vẫn hiểu nhá. To creating an appropriately accurate estimate, a skilled estimator should account for as many factors as necessary, such as construction market characteristics, weather and geographical conditions. Lúc nãy đọc cái từ geographical này cũng thiếu mất cái đuôi cổ của nó, đọc mỗi geographic đấy nhá, để tạo để lập được một cái dự toán chính xác một cách hợp lý, đúng không? Thì một cái người lập dự toán có kỹ năng hay là một người lập dự toán có tay nghề thì sẽ cần chỗ này nên suốt thì chúng ta dịch là nên được, nên tính tới càng nhiều các yếu tố cần thiết. As many factors as necessary có nghĩa là cái gì nhỉ, dịch như nào tự nhiên không nghĩ ra dịch nào. Để lập được một cái dự toán chính xác một cách hợp lý thì một cái nhà cái người lập dự toán có tay nghề hay có kỹ năng hay có hay là lành nghề thì cần tính đến nhiều yếu tố cần thiết, đúng không ạ? Vì sẽ cần phải tính đến nhiều yếu tố cần thiết. As many factors as necessary là nhiều nhất cần thiết thôi. Cái dịch chỗ này là nhiều yếu tố cần thiết mà được rồi, không cần phải quan tâm nhiều đến cái as many as. Phải tính đến nhiều cái yếu tố cần thiết, ví dụ như là các cái đặc điểm của thị trường xây dựng, thời tiết và các cái điều kiện địa lý. Thế nào? Geographic là địa lý, geographical là tính từ của nó thuộc về địa lý, conditions là điều kiện. Vậy thì geographical condition có nghĩa là điều kiện địa lý. Chưa? Đầu tiên nào. Quang Trường à? Em đây ạ. Thế em đọc. Beside the factor an estimator may rely at least to some extent on historical. Cái này đọc bằng data hay data thì nhỉ? Data from analysis approach. Analysis project. Dịch là bên cạnh những yếu tố này thì người ước tính có thể dựa vào ít nhất ở mức độ nào đó vào lịch sử, vào dữ liệu lịch sử từ các phương án tương tự. Từ các dự án, phương án gì? Dự án tương tự ạ. Besides this factor, an estimator may rely at least to some extent on historical data from analogous projects. Analogous, yeah. Và tương tự, bên cạnh các yếu tố này thì một cái người lập dự toán thì sẽ phải dựa vào ít nhất là đến một cái mức độ nào đó các cái dữ liệu lịch sử từ các cái dự án tương tự. Câu tiếp nào. Xuân Thu à? Thu Xuân à? Thu Xuân.
Thưa bà, em đọc bài ạ. On the day no prayer, a project be complete. Complete at a title. Using comparable historical cost and a friend. Previously estimated later might be an effective way to validate estimate. Dịch là mặc dù không có cặp dự án nào hoàn toàn giống hệt nhau, sử dụng chi phí cũ có thể so sánh và dữ liệu được ước tính trước đây có thể là một cách để xác định các ước tính ạ. Dù là không có hai dự án nào mà giống nhau hoàn toàn, sử dụng cái dữ liệu cái chi phí sử dụng cái chi phí có thể so sánh cái dữ liệu. Thực ra thì chỗ này historical cost thì nó là chi phí có thể so sánh dữ liệu, chi phí lịch sử thì nó không hợp lý lắm, thôi chúng ta cứ dịch là dữ liệu lịch sử đi nhá. Sử dụng cái dữ liệu lịch sử có thể so sánh được và các cái dữ liệu mà hình như là bị hai cái từ này bị cháo nhau hay sao ấy, historical data và cái estimated cost thì mới chuẩn nhá. Bạn sửa cho mình nhé, hình như cái chỗ này thầy giáo soạn bài bị lộn hay sao ấy. Historical data và cái previously estimated cost thì sẽ chuẩn hơn, được chưa? Hai từ này phải sáo nhau thì mới chuẩn. Sử dụng các cái dữ liệu lịch sử có thể so sánh được và những cái chi phí đã được ước tính trước đó thì có thể là một cái cách hiệu quả để xác định hay xác minh dự toán, các cái dự toán. Được chưa nào? Sửa giúp mình nhá. Although there is no pair of projects be completely identical, using comparable historical data and previously estimated costs, yeah, might be an effective way to validate estimates. Thế nào? Đầu tiên nha. Bạn Thanh Phương à? Có. Em là thầy, em đọc. Regarding beating estimates, quantity surveyor create a view of quantity that is an it must lead observers and resources required for contrasting the projects. Dịch là liên quan đến dự toán đấu thầu, người khảo sát số lượng. Khi sử dụng dự toán tạo ra một bảng số lượng, nghĩa là một danh sách theo từng khoản của công việc và nguồn lực cần thiết để xây dựng dự án. Như quantity là cái gì vậy em? Như quantity là gì? Em thấy thầy làm một bảng số lượng
bảng kê khối lượng ở bên dưới có cho em những vocabulary cái bảng bảng từ vựng ấy, ở trong đấy ghi là bảng kê khối lượng đấy. Ừ, còn trong thực tế trong ngành sau này bọn em đi làm thì người ta sẽ gọi cái đấy là bảng tiên lượng. Nghe thấy từ đấy bao giờ chưa? Đã rồi. Bảng tiên lượng nghe thấy chưa? Đã rồi ạ. Nghe rồi đúng không? Vâng. Dự toán thì là sẽ phải có biết bảng tiên lượng là gì. Trong hồ sơ mời thầu cũng sẽ có bảng tiên lượng mời thầu đúng không? Đó. Thì liên quan tới là gì ạ? Đến dự toán đấu thầu. Thì những cái nhà, những cái ông QS ấy, hay là những cái người lập dự toán hay là những người kỹ sư khối lượng á, thì sẽ kỹ sư dự toán thì đúng hơn, gọi là kỹ sư dự toán thì cho nó sang. Các kỹ sư dự toán thì sẽ lập cái bảng tiên lượng, cái mà tạo ra cái danh mục của các cái công việc và các cái nguồn lực cần thiết hay là đòi hỏi cho cái việc xây dựng cái dự án. Đúng chưa? Câu tiếp theo nào. Câu tiếp theo là mình là bạn Quốc Khánh. Quốc Khánh à? Được vâng. Thưa đây em đọc. Regarding bidding estimate quantity survey or create a bill of quantity that is an itemized the list of the work and đọc rồi. Cái này vừa đọc rồi. À. Chung vào đi. Em thấy em đọc câu sau. This process is known a quantity take of a crucial step and in determining the code of the work before bidding. Dịch là cái này, cái quy trình được gọi là quy trình này, cái công trình này được gọi là cái gì ạ thầy? Cái gì? Tôi xin thi trước trong bảng từ vựng có đấy. Gì? Bóc tách khối lượng đây. Này, đo bóc tiên lượng đây này. Đây. Bóc tách khối lượng. Một bước quan trọng. Là một bước quan trọng gì? Một bước quan trọng trong việc xác định chi phí làm việc trước khi đấu thầu. Rồi. This process is known as quantity takeoff, a crucial step in determining the cost of the work before bidding. Cái quá trình này thì được biết đến là được gọi là đo bóc tiên lượng hay là bóc tách khối lượng cũng được. Một cái bước quan trọng trong việc xác định cái chi phí của cái công việc trước khi đấu thầu hay tham gia gói thầu hay là dự thầu cũng được đó. Câu tiếp theo là bạn Kiên à? À, có em. Đọc câu tiếp đi em. Em đọc.
Vâng. The best practice of taking off quantity requires scaling dimension from drawing and associating with key skill of measurement. That is to code count to determine length, area and volume. Em dịch là cái việc thực hành tốt nhất của việc bóc tách khối lượng này yêu cầu điều chỉnh kích thước từ bản vẽ và kết hợp với các kỹ năng chính của đo lường như là đếm, xác định chiều dài, diện tích và thể tích. Thực hành thực hành tốt nhất về đo bóc khối lượng, đo bóc khối lượng hay là bóc tách khối lượng thì yêu cầu là đo lường kích thước từ bản vẽ hay là scaling. Ở đây là nó kiểu nó như bạn làm ở trong AutoCAD ấy, đúng không? Và giống như là chúng ta zoom lên ấy. Đấy. Ở đây chúng ta thôi thì dịch nó là xem mà dịch nào cái anh là đo lường thôi. Nhưng mà kích thước thì chúng ta dịch là đo vậy. Đo cái kích thước đó từ cái bản vẽ và kết hợp với cả các cái kỹ năng chính của việc đo lường để đếm, xác định chiều dài, diện tích và thể tích. Để xem dịch lại nào cho hay nhé. Cái thực hành tốt nhất của việc đo bóc tiên lượng thì yêu cầu đo lường kích thước từ bản vẽ rồi kết hợp với các cái kỹ năng về đo lường chính, kỹ năng đo đạc chính là đếm, đúng không? Xác định chiều dài, diện tích và thể tích. Chỉ dịch được thế không hay không? Chưa nghĩ ra cách nào dịch hay hơn. Dù nghe nó cũng hơi chuối chuối. Rồi, câu tiếp nào. Bạn Đức Long nào. Em có, em thấy là the next step should be putting these quantities and corresponding units cost of production in push material of or equipment to together to product to total cost estimates. Em thấy dịch là bước tiếp theo nên đặt theo các đại lượng này và đơn giá tương ứng với các yếu tố đầu vào của sản xuất, nguyên liệu, nguyên vật liệu, lao động, thiết bị, lợi cho nhau để tạo tổng dự án chi phí. Để tạo ra tổng dự toán chi phí. Tổng dự toán ạ. Tổng dự toán chi phí. Cost estimate là gì? Tổng dự toán. Ok. Câu tiếp này, câu cuối. Số 5. Không có. Xin the cost of this input is prone to fluctuation caused by market condition and other factors. Cost estimate may acquire market price in this set and based on available information and the experience.
when calculating expected value. Em dịch là vì chi phí của những đầu vào này là dễ bị biến động do điều kiện thị trường và các yếu tố khác, gây nên các nhà ước tính chi phí có thể có được chỉ số giá thị trường và dựa trên thông tin có sẵn và kinh nghiệm của nhà chủ đầu tư khi tính toán các giá trị kỳ vọng. Their own experience là own ở đây là người ta nhấn mạnh là của họ, của chính họ, đúng không? Chứ không phải owner là owner đâu, owner thì mới là chủ đầu tư chứ. Mà own này là cái nói nhấn mạnh là của chính bản thân họ, đúng không? Để em nhấn nhận mạnh vào cái sở hữu. Ở đây dịch là gì? Vì since là chúng ta dịch là vì, since khi mà đứng đầu câu thì nó giống như là because ấy, nó không phải là từ khi nữa, đúng không ạ? Nó không phải không có nghĩa là từ khi nữa này. Vì cái chi phí của những cái đầu vào này là dễ biến động, đúng không? Do cái điều kiện thị trường và các cái yếu tố khác thì các cái nhà dự toán chi phí có thể sẽ phải tính đến các cái không phải tính đến sẽ phải sử dụng, đúng không? Các cái chỉ số giá thị trường và dựa trên các cái thông tin có sẵn và cái kinh nghiệm của chính họ để tính toán cái giá trị kỳ vọng nha. Rồi, thôi chúng ta nghỉ 5 phút đi, xong rồi chúng ta vào trả lời câu hỏi nha. Xong rồi, nghỉ 5 phút nha.
Quay lại nha. Nào, chúng ta xuống để trả lời câu hỏi. Bài này có 10 câu, 11 câu hỏi, 12 câu hỏi. Rất dài thế. Nào, chúng ta đi xử lý từng câu một nha. Ra thì những câu hỏi này mình cũng đã làm dễ đi rồi. Những câu hỏi mình đều đã có chỉnh lại cho nó dễ đi rồi. Ngày xưa cái bài số 10 này học thấy nhất hết một buổi rưỡi. Bởi vì sao? Cái thời gian trả lời câu hỏi nó dài như là thời gian đọc luôn, thậm chí dài hơn là thời gian đọc cái bài này. Những câu hỏi khá là khó. Đòi hỏi là phải tư duy cái tổng hợp toàn bộ cái thông tin ở trong cái bài học, bài đọc mới trả lời được. Sau một thời gian thì thấy là các bạn cho những cái câu hỏi đấy các bạn gần như không làm được, không làm đúng được ngay. Bản thân bọn mình là để nghĩ ra câu trả lời cũng phải mất một lúc, nên là thôi bỏ, chuyển sang chỉnh lại các cái câu hỏi cho dễ hơn. Chứ còn trước đây thì là giữ nguyên các câu hỏi của thầy giáo soạn bài thì khá là nó đòi hỏi về tư duy khá nhiều. Nào, chúng ta bắt đầu nhá. Câu đầu tiên này. Đặng Thị Linh này. Có. Thầy câu 1 là what is cost estimating? Có nghĩa là lập dự toán là gì ạ? Dễ quá. Câu này trả lời là cost estimating is defined as the process of predicting of or forecasting the cost of building a construction project. Có thể lấy nguyên ở cái câu đầu tiên ấy, thì cũng được, nhưng mà thực ra thì người ta hỏi what is thì chúng ta trả lời cost estimating is, xong rồi đến luôn cái khái niệm của nó, thay vì anh trả lời là dự toán chi phí thì được định nghĩa là, người ta hỏi nó là cái gì thì chúng ta trả lời nó là, thì xong chúng ta nói luôn là the process thì sẽ hợp lý hơn. Chưa? Đúng không? Vâng. Cost estimating is the process of predicting or forecasting the cost of building a construction cost. Nha? Vâng ạ. Bỏ cái chỗ define as đi. Define as có nghĩa là được định nghĩa là. Vậy thì chúng ta bỏ luôn cái được định nghĩa là đi, mà chúng ta nói luôn nó là cái gì. Đúng không ạ? Số 2. Số 2. Phương Nam. Dạ có em ạ. Câu số 2 này người ta hỏi. Em ở đây thấy nghe mic em cũng bị ồn quá không ạ? Không, không bị làm sao cả. To rõ ràng. Dạ, dạ. Em ở đây câu 2 là why do project inventor spend their time and effort on emitting cost, nghĩa là tại sao các chủ đầu tư đã phải tốn thời gian và công sức để lập dự toán ấy. Nhà đầu tư chứ không phải chủ đầu tư nhé. Investor là nhà đầu tư hay là người đầu tư chứ không phải chủ đầu tư. Nào, mình đang tìm thông tin ở đây. Em thấy là project on a project on need project cost emitting to on là project on là
Đoạn đấy là project owner thì nó là chủ đầu tư rồi, nó phải là nói về nhà đầu tư nữa đâu. Em thấy là project inverter more personal with greater in cost overrun and foreign to complex the project. So they devote the time and effort to imagine how much a project will cost before making a final investment devotion. Là cô bé hay là cô phần em thấy là phần đầu. Sau thì người ta từ đâu đến đâu, phần đầu là từ đâu đến đâu này nào là câu đấy. Nói thử thế nào, nói thử thì mình không gợi ý nữa. Là đến falling to complex the project. Ok, đó. Thế bây giờ trả lời nào. Nghe một câu trả lời nào. Người ta hỏi why thì em trả lời gì? Because. Because. Because project inverter are more only with the current. Đấy nghĩa là more ở đây là hơn đúng không? Quan tâm hơn, nhưng mà trong câu hỏi này thì người ta không có so sánh gì với ai. Cho nên là em chỉ cần nêu là because they are concerned with whether incurring cost overruns and failing to complete the project. Đúng không nào? So sánh hơn với ai đâu. Cho nên là người ta chả cần phải cho more bằng gì. Bởi vì họ quan tâm đến là liệu có xảy ra cái việc vượt chi không, đúng không? Và vượt chi và gì ạ? Không thể hoàn thành dự án, đúng không? Failing to complete the project là không thể hoàn thành dự án. Vì người ta quan tâm đến cái đấy cho nên là người ta dành thời gian và công sức vào cái việc dự toán chi phí. Đúng chưa? Trả lời là gì? Because they are concerned with whether incurring cost overruns and failing to complete the project. Ok. Nào, câu số 3. Được rồi, câu 5 trả lời xong rồi. Câu số 3 nào. Bên dưới câu 5, Kim Oanh ngư nào. Em thưa thầy, câu số 3 là bên liên quan của dự án thì ước tính chi phí cho việc gì ạ? Thì em trả lời ở mỗi bên hữu quan khác thì ước tính toán chi phí cho việc gì ạ? Thì chi phí để làm gì? Câu trả lời của em là ở chỗ gần cuối đoạn 1 ạ. Là là câu trả lời của em là X project scale whole user in metric and in metric to ensure that the project static scope in requirement and grid and grade their L value. Okay.
Thực ra ở đây thì nó không phải là cái other project stakeholder này, nó ở trên câu hỏi ấy, nó không phải giống như là câu ở trong bài đọc. Bởi vì sao? Bởi vì ở câu số 2 người ta mới hỏi là investor, thì các cái bên hữu quan khác ở đây nó sẽ bao gồm cả những cái ông ở câu ngay sau ở câu investor ấy, bao gồm ở project owner này, rồi builder này, đúng không? Rồi sau đấy thì mới là bị các cái ông còn lại. Hiểu nào? Đấy thì chúng ta sẽ phải trả lời là gì? Chúng ta đang hỏi là từng cái bên hữu quan một thì chúng ta sẽ liệt kê ra, đúng không? Là có thì là ông project owner như kìa. Đấy, xong rồi ông builder này, xong rồi em liệt kê là các ông còn lại. Vâng ạ. Ừ, thế bây giờ trả lời thử xem nào. Trả lời là all the project stakeholder sub fly energy energy. Thế thì không thay đổi gì à? Mình đang giải thích là trong câu hỏi other stakeholder ở đây nó kể đến là ngoài cái ông investor ra thì là other, bởi vì là câu 2 người ta đang hỏi là investor, đúng không? Đấy thì ngoài cái ông investor ra thì trong bài đọc của em nhìn kỹ nhá, sau cái câu mà project investor are more concerned with vân nó đến là gì? Đến project owners practice cost estimates too. Thì đấy đúng không? Why builder or contractors prepare estimates reaching nhìn thấy chưa? Thì hai ông đấy, ông project owner với cả ông builder hay ông contractor ấy, thì nó cũng là ngoài cái ông investor ra rồi, đúng không? Thì tức là với câu 3 này em sẽ phải trả lời từ ông project owner đi, chứ không phải là có mỗi là other stakeholder trong bài đọc đâu. Other project stakeholder ở trong bài đọc là nó sau khi nó đã nói về ông investor, ông project owner, ông contractor rồi thì nó mới nói là other. Còn trong câu hỏi ở trên này thì là other nó có nghĩa là ngoài cái ông đã nói ở câu số 2 ra. Anh hiểu không anh? Em chưa hiểu mấy á. Chưa hiểu mấy à? Vâng. Other tức là các ông còn lại đúng không? Hay các ông khác đúng không? Other project stakeholder là các ông khác đúng không? Vâng. Thế trong câu hỏi ở đây thì người ta mới hỏi có đến có ông investor thôi, ở trong câu số 2, đúng chưa? Vâng ạ. Thì người ta mới nhắc đến ông investor. Thì other project stakeholder ở trong câu hỏi số 3 thì nó có nghĩa là ngoài cái ông investor ra thì những ông khác thì làm, thì dự toán chi phí để làm gì? Em hiểu ý không? Đấy nhá, đấy là về câu hỏi nhá. Là người ta hỏi là ngoài ông investor, được chưa? Còn trong bài đọc này, quay vào bài đọc, cái other project stakeholder mà cái câu mà em định lấy để trả lời ấy, nhìn thấy chưa? Thì trong bài đọc là người ta nói là các cái bên hữu quan khác, là sau khi người ta đã kể đến project investor, project owners, builder hay là contractor, tức là nó đã kể đến 3 người rồi. Em hiểu chưa? Vậy thì cái other project stakeholder trong bài đọc là nó không giống như cái other project stakeholder trong câu hỏi. Câu hỏi là người ta chỉ hỏi là ngoài cái, hỏi là ngoài cái ông investor được nhắc đến rồi ấy, thì là các ông còn lại. Còn trong bài đọc thì nó đã loại trừ cả cái investor, cả project owner, cả contractor rồi. Vậy thì khi trả lời cho cái câu số 3 kia thì em sẽ phải trả lời cả cái ông project owner và ông project và cái ông contractor vào thì nó mới đủ. Anh hiểu chưa? Vâng. Other đây, other project stakeholder nó là gì? Các cái ông còn lại. Thì còn lại ở trong phần câu hỏi thì nó mới chỉ liệt kê investor. Còn ở trong bài đọc thì còn lại ở đây là nó đã loại trừ cả investor, cả owner và cả contractor rồi.
Vậy thì nếu vậy hai cái AR này nó khác nhau, vậy thì khi em trả lời cho câu hỏi thì em trả lời em chỉ loại trừ với ông investor thôi, em vẫn phải kể là ông owner và ông contractor vào chứ, đúng ý không? Vâng ạ. Cái câu trả lời này nó sẽ dài hơn so với cả cái other project stakeholder mà em nhìn thấy ở trong bài đọc. Nó sẽ bao gồm cả cái phần cái câu trước đấy nữa, cái project owner kia kìa, nhìn thấy không? Cái câu trước cái câu em tìm thấy đấy. Nhìn thấy cái câu đấy chưa? Thấy rồi ạ. Ừ. Đấy, bây giờ làm sao em nhập thông tin để em trả lời nào? Trả lời là project tech owner, project owner estimate cost for estimate for lại nhắc lại, để làm gì thì chúng ta có hai cách nói, to do something và for doing something. Vậy thì ở đây em là dùng for rồi thì em sẽ phải làm gì? Verb in. Design where to bid on the project. Đúng không? Đấy là contractor đấy chứ. Còn ông owner, em đang đọc ông owner mà. Owner thì em đọc này. Owner project, owner practice, cost estimates to. Thì đấy chính là to something đúng không? Bây giờ chúng ta chuyển thành đi for doing something. Project owners. For. Yes, cost for. According to why builder or contractor. Feel examining resetting by define scandal and topic specification of building document for for the comment where to put on the project. Nào phân tích lại câu này. Cái câu này cũng tương đối là chúc chắc. Gì? Dịch nhá. Chủ đầu tư thì thực hiện gì ạ? Thực hành dự toán chi phí để xác định cái phạm vi của dự án và cái tính khả thi của dự án đúng không ạ? Và để gì ạ? Có được các cái phương án để phân bổ, có phương án phân bổ ngân sách đúng không? Vậy thì nguyên cả cái đoạn là to determine project scope vân chuyển về sau của nó là chính là cái mục đích của cái việc ông ý thực hành việc dự toán chi phí, đúng không nào? Vậy thì đấy nó chính là phần là tại sao ông project owner lại dự toán chi phí đấy. Vậy thì em trả lời với project owner là gì? Project owners estimate cost, đúng không? Trong câu hỏi người ta dùng là estimate cost. Project owners estimate cost for determining the project scope and feasibility and for seeking alternatives for allocating budgets. Được chưa nào? Tức là cái động từ của em ở đây là gì? Là determining, đúng không? Determine và seek anh nhìn thấy chưa? Đã rồi ạ. To do something mà ở trong câu, ở trong bài đọc thì người ta dùng là to determine a project scope and feasibility and to seek là để tìm được các cái phương án, đạt được các cái phương án phân bổ vốn, đúng không? Đấy, thế là xong project owner. Contractors estimate cost for gì đấy thì bây giờ bắt đầu lại đọc nhé.
là các cái nhà thầu này trong bài đọc này chuẩn bị các cái dự toán đáp ứng được các cái tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật đã được xác định trước của gói thầu, đúng không? Của hồ sơ mời thầu để quyết định là có tham dự cái dự án đấu thầu với dự án hay không, đúng không? Vậy thì cuối cùng là gì? Ông này ông ấy dự toán chi phí là để ông ấy đưa ra quyết định là ông ấy có tham gia dự thầu hay không, đúng chưa? Vậy thì chúng ta chỉ lấy cái đoạn đấy thôi là gì? Contractors estimate cost for deciding whether to bid on projects. Được chưa nào? Vâng ạ. Và cuối cùng là gì? Các cái ông còn lại. Why other project stakeholder estimate cost? Thực ra là other stakeholder ở đây là người ta sử dụng cái dự toán chi phí nhá. Em phải phân biệt, ở chỗ này chúng ta cần phải phân biệt này, các bạn để ý luôn này, là lúc nãy mình không để ý đến cái này đâu, bây giờ đọc thế mới thấy. Other project stakeholder ở đây là use estimates nhá, là sử dụng cái dự toán. Còn trong câu hỏi của chúng ta, người ta hỏi là gì? Là dự toán. Các ông này, các ông stakeholder khác thì dự toán chi phí để làm gì? Tức là ông ấy là người đi lập cái dự toán, đúng không ạ? Tức là hỏi về việc là lập dự toán làm gì. Còn ở trong bài đọc của chúng ta thì là other project stakeholder thì lại là gì? Use estimates, tức là sử dụng cái dự toán, chứ không phải là lập dự toán, mà là sử dụng cái dự toán. Được chưa? Vậy thì trong cái câu other project stakeholder trong bài đọc ấy thì nó không phải là cái đáp án cho cái câu trả lời này, à cho cái câu hỏi này. Vậy thì chúng ta sẽ chỉ có là gì ạ? Project owner và cái ông contractors, tức là chỉ có nói là gì về chủ đầu tư, đúng không? Với cả các nhà thầu. Thế thôi. Các bạn hiểu chưa? Oanh hiểu chưa? Vâng. Ừ. Chỗ này mặc dù là keyword của nó là other project stakeholder thật, nhưng mà tìm ở trong bài đọc thì cái câu mà nói đến other project stakeholder nó lại không phải cái ý nghĩa để trả lời cái câu hỏi này. Nhá. Vâng. Other ở đây nó chỉ có nghĩa là gì? Các cái bên hữu quan còn lại. Các cái bên hữu quan khác. Thì còn lại ở trong bài đọc nó lại khác với còn lại ở trong câu hỏi. Còn lại của trong câu hỏi là gì? Là nó mới liệt kê của mỗi ông investor ở phía bên trên thôi, mới nhắc đến mỗi ông investor bên trên thôi. Vậy thì còn lại ở đây là các cái ông ngoài ông investor ra, đúng nào? Còn cái còn lại ở trong bài đọc thì là sau khi mà nó đã liệt kê ra ông investor này, nó đã liệt kê ra ông owner, ông contractor, cho nên cái còn lại ở trong bài đọc nó ít hơn so với cái còn lại ở trong câu hỏi. Đấy, xong rồi nó lại gài chúng ta, câu hỏi lại gài chúng ta nữa là gì? Là cái người lập cái dự toán, đúng không? Còn bài đọc là gì? Là cái người sử dụng cái dự toán. Thì toàn bộ cái từ other project stakeholder đấy trở đi là em không dùng được. Thấy chưa? Tiếp thì câu này mất thời gian vậy. Nào, câu tiếp theo. Câu số 4. Bạn Thế Thái nào. Vâng ạ. What should a wood cost estimate be? Câu này có nghĩa là một ước tính chi phí tốt thì nên là gì ạ? Em trả lời là a reasonable cost estimate provide the decision make with the mean of making an appropriate managerial decision prevent the owner from overpaying and help builder. Trong câu hỏi ta hỏi chúng ta là what should a good cost estimate be? Thì chúng ta sẽ trả lời
it should be gì chứ, đúng không? Chứ không thể nào đương nhiên câu trả lời kia vào được, à đương nhiên cái câu đọc kia vào được, đúng chưa? Mà trong nhất là câu đọc thì người ta dùng là reasonable chứ người ta không gọi, không dùng cái từ good, đúng không? Đây thì nó chỉ là cháo cháo một tí thôi để cho chúng ta lẫn thôi. Thì ok, em dùng cái câu đấy là đúng rồi, nhưng mà để trả lời đúng cái câu hỏi thì chúng ta sẽ nói là it should be the one that. The one ở đây là gì? Nó thay cho cost estimate, tức là cái mà, đúng không ạ? Nó nên là cái mà gì ạ? Lúc đấy thì em mới bắt đầu dùng gì? Từ đâu? Bắt đầu nói từ đâu? It should be the one that provider the decision. Provider ở đâu ra? Đọc kiểu gì đấy? Provides. Provide. Nhầm nhầm. It should be the one that provides the decision makers with the means of making an appropriate managerial decision. Prevents the owner, vân cho đến hết câu. Ok chưa? Vâng. Vậy thì trả lời chúng ta sẽ phải dùng là gì? It should be the one that, hay là gì? A good cost estimate should be the one that provides. Được chưa nào? Vâng ạ. Ta hỏi gì thì chúng ta sẽ cần phải trả lời đúng vào cái đó nhá. Chứ đừng, vâng đừng có bê câu ở trên bài đọc vào. Nào, câu số 5. À, Long Vũ nào. Không có. Em thấy là what company of estimated cost maintainer in the NC là dịch là những thành phần nào của một chi phí ước tính để cập nhật trong bài ạ. Đối cập ở trong bài đọc. Nào, các thành phần của chi phí dự toán thì được đề cập ở trong bài. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chỗ nào? Em đến chưa tìm thấy ạ. Và cái chỗ nào mà người ta liệt kê ra các loại chi phí đó? À, vâng. Các thành phần của một cái chi phí dự toán thì một cái dự toán chi phí thì nó là cái gì của chúng ta? Cái này dựa trên kiến thức vâng. Chuyên môn của chúng ta học ấy. Nó bao gồm những gì ạ? Một cái dự toán chi phí em lập ra thì nó sẽ bao gồm các cái chi phí gì? Em thấy là they are decorate convenient cost overhead make up and continue cost. Đọc lại nữa. Em thấy là direct cost indirect cost overhead make up and continue cost. Continue là gì? Tiếp quá, đọc cái này thì chết. Nãy giờ có nghe mọi người đọc không? Có. Từ cái đoạn lúc nãy cũng có bạn đọc cái đoạn direct cost này rồi mà. Direct cost, indirect cost, overhead. Nghe overhead không phải overhead đâu. Vâng. Được chưa? Head là cái đầu ấy. Overhead là trên đầu ấy. Cái overhead cost này nó là chi phí chung. Nó dịch là chi phí chung. Mặc dù là nó viết là overhead là phía trên đầu nhưng mà dịch là chi phí chung. Được chưa nào? Direct cost, indirect cost, overhead, markup, and contingency cost. Dạ. Trả lời là gì? They are direct cost, indirect. Direct. Direct. Vừa mới đọc xong thành direct. Right. Direct. Direct cost,
indirect cost overhead markup and contingency cost. Rồi, ok. Rồi, câu số 6 nào. Thế giờ mới đi được một người này. Này, kéo lại không kịp mất. Câu số 6, bạn bạn nào lâu lâu không phải. Nguyễn Thu Hằng nào. Hỏi em ạ. Em có thể là câu 6 là what does the contingency cost cover? Em thấy là chi phí dự phòng. Đúng sao? Là chi phí dự phòng là gì ạ? Nó bao gồm những gì? Bao gồm những gì ạ? Em thấy là em thấy là the contingency cost is added to estimate to address specific defined risk and uncertainties. Được thêm vào cái dự toán để giải quyết những cái rủi ro và bất định chưa những cái rủi ro và bất định mà những cái rủi ro đã được xác định cụ thể và các cái bất định, đúng không? Vậy thì nó sẽ là gì? Nếu mà thế thì thương câu này cũng hơi khó để trả lời đấy. Tại vì người ta hỏi cover, đúng không? Vậy thì chúng ta chỉ có thể trả lời the contingency cost cover or covers the estimated cost for the. Rất khó trả lời hết đấy. Bởi vì người ta hỏi chúng ta cover cái gì, tức là nó bao gồm những cái gì. Vậy thì nó bao gồm là những cái rủi ro và thành phần bất định. Nhưng mà chúng ta đang nghĩ rằng cover the cost prepared for thì sẽ tốt hơn, tức là bao gồm các cái chi phí mà được chuẩn bị cho cái các cái rủi ro và bất định. Được không? Dạ, vâng. Thế chúng ta trả lời là gì? The contingency cost hoặc là it covers by only. Em thấy em trả lời không? Em trả lời thử xem. Em trả lời là it covered by risk and uncertainty. Bởi rủi ro và cái các thành phần bất định. Ừ, thực ra thì nó không phải là bao, nó không cover cái rủi ro và bất định, nó là cái nó bao gồm các cái chi phí mà được chuẩn bị nó cho các cái rủi ro và quyết định và bất định thì nó hợp lý hơn, tức là mình sẽ trả lời it covers all the costs prepare for risks and uncertainties. Nhá. Nó là tại vì là nó là để chuẩn bị cho những cái đấy thôi, chứ còn chưa chắc nó đã xảy ra, đúng không? Có tính chất là nó để dự phòng, mà dự phòng cho nên là nó để chuẩn bị cho các cái rủi ro và quyết định thôi. Đó, được chưa? Vậy thì chúng ta trả lời gì? It covers all the costs prepared for risks and uncertainties. Chưa? Đấy, câu này cũng khó trả lời phết, chứ đùa đâu. Câu số 7. Hải quan nào. Em thầy em có ạ. Bởi là why it has to make an accurate cost estimation. Thì có nghĩa là tại sao rất khó để đưa ra một ước tính chi phí chính xác.
Nó nằm ở đoạn nào? Nằm ở đoạn, câu đầu ở đoạn 3. Ừ, ok, đúng rồi. Nhưng mà em không biết trả lời. Because... Người ta hỏi là tại sao khó để đưa ra để lập được một cái dự toán chính xác đúng không? Người ta đọc ở trong bài này, này người ta nói là gì, dự toán với cái độ chính xác tuyệt đối nó là không thể bởi vì due to như kia. Because project information and unfolds surrounding uncertain at the time of making an estimation, especially in the internal state of the project. Nó trả lời đầy đủ là gì? Nếu anh trả lời đầy đủ. Trả đầy đủ là it is hard to make an accurate score estimation. Project information and information surrounding uncertain at the time of making an estimation. Bắt đầu lại từ project information là thế nào? Nó phải bắt đầu từ unavailable chứ. Mà khi em dùng là unavailable project information and unforeseen surrounding uncertainties, tức là nó là danh từ đúng không? Danh từ chứ nó không phải là một mệnh đề. Vậy thì nếu nó là một danh từ thì em phải dùng because đúng không? Chứ không thể dùng because. Đấy, câu trả lời là gì? It is hard to make an accurate cost estimation because of project information and unavailable project information and unforeseen surrounding uncertainties of the time of making an estimation. Ok, rồi. Chỉ cần đến making an estimation cũng được. Cái đoạn đằng sau có được không có không sao, especially có được không có không sao. Nhá. Nhớ là chúng ta phải dùng là gì? Thay cho due to thì chúng ta phải dùng là because of, chứ chúng ta không thể dùng because of. Sau because là một mệnh đề. Nếu mà em muốn dùng because thì em phải nói gì? Because the information, project information is unavailable, đúng không? And surrounding uncertainties are unforeseen at the time of making an estimation. Tức là em phải biến nó thành một cái câu, được chưa? Thành một mệnh đề thì mới được. Nha, có hai cách nhá. Một là dùng because of thì giữ nguyên là unavailable project information. Nếu không thì dùng because thì chúng ta sẽ phải chuyển thành cái gì ạ? Là project information is unavailable and surrounding uncertainty are unforeseen. Được chưa? Dạ, dạ vâng ạ. Ok. Câu tiếp nào. Câu tiếp theo. Bạn Tiến Đạt. Em có ạ. Em xem nào. Nên là how do experience estimate option do to products more research cost estimates. Câu hỏi là các nhà dự toán có tay nghề thì thường làm gì để có một cái dự toán chi phí chính xác hơn. Ok, người ta làm gì? Cái câu này có vẻ dễ. Vậy
tìm thấy công mà nó có thông tin đi em. Ở đây người ta lại thay đổi một tí cái câu hỏi, à một cái từ, đúng không? Ở trong bài đọc thì người ta dùng từ là gì? Có tay nghề người ta dùng từ gì? Hôm nay em vừa dịch là có tay nghề, đúng không? Dạ vâng. Ừ, thì trong bài đọc người ta dùng từ gì? Skill, đúng rồi. Để cái câu đấy nó có nghĩa là gì? To creating an apple, to create nhỉ? So, to creating, chỗ này là viết sai chính, à, sai ngữ pháp rồi. Này. To create, to create nhé, các bạn sửa với mình. To create đánh dấu bạn được. To create an appropriately accurate estimate, để lập được một cái dự toán chính xác một cách hợp lý, đúng không? Đó, thì a skill estimator should gì đấy, đúng không? Thì ở trên kia thì người ta dùng là gì? Người ta không dùng cái từ should mà người ta dùng là gì? Often, đúng không? Dùng hiện tại đơn. Vậy thì em chuyển cái câu này về hiện tại đơn này, em trả lời được thôi. Nào. Là a skill estimator often. Trong câu hỏi người ta hỏi là số ít hay số nhiều? How do experienced estimators số nhiều? Thế bây giờ em phải dùng số nhiều chứ em không dùng số ít. Em thay bằng they đi, em đừng dùng estimator nữa. They. They often do. Often gì? They often account for cái kia. Đấy là động từ đấy. Hiện tại đơn thì em dùng với động từ ở thời hiện tại đơn thôi. Không thay đổi gì cả. They often account for as many factors as necessary such as construction, market, characteristics, weather, and geographical condition. Ok rồi. Đấy. Câu đấy trả lời thế thôi. They often account for vân. Thế nào? Câu số 9 à? Bạn phòng à? Em có. Ừ. Câu số 9 là what is a build of qualities? Cái bảng kê khối lượng nó nghĩa là gì ạ? It is an itemized list of the work and resources required for constructing the project. Ok, chuẩn luôn. Không cần cái gì để chữa nữa. Nó có luôn ở đây rồi, đúng không? That is an itemized list, đúng không? Gần giờ đến hết câu. Rồi, câu đấy chuẩn. Nào, câu tiếp theo. Bạn đăng hiệu nào. Số 10. Đăng hiệu đây không? Ừ, có. Câu số 10 đang hỏi gì? Em thấy là how should the quantity severe to the degree a view of quantity thì kỹ sư thì số lượng làm gì để lập để lập lên cái bảng thống kê khối lượng. Ừ. Làm gì trong bài đọc có nguyên một câu nữa. Em thấy là
là thế ông muốn lập bảng tiên lượng thì ông làm gì? Ông nói tiếng Việt cho tôi là bình thường ông học trường xây dựng đây, học khoa kinh tế xây dựng đây, học ngành kinh tế xây dựng luôn đây. Thế bình thường ông muốn lập một cái bảng tiên lượng, bảng kê khối lượng thì ông làm gì hả? Em thì là em thì là trả lời tiếng Việt đi, làm gì bình thường em học rồi đấy, học các môn lập dự toán các thứ đấy, bây giờ mình muốn làm một cái bảng tiết lượng thì phải làm gì, bảng kê khối lượng ấy thì phải làm gì? Em thì là tính toán các nguyên vật liệu được. Toán gì ông muốn bóc khối lượng đúng không? Vâng. Bây giờ em có một bản vẽ, em muốn biết, em muốn lập thành một cái bản tiết lượng thì em phải ngồi bóc khối lượng chứ. Đúng chưa? Vậy thì trong cái bài này bóc khối lượng hay là đo bóc khối lượng thì người ta là cái gì? Là gì nhỉ? Là từ gì ấy hả? Ngay câu sau đấy. Ngay câu sau của bạn phòng bạn vừa làm ấy. Nhìn thấy không? Tôi chán đâu lắm, đọc hết cả một bài rồi. Em thấy chả đúng gì cả. Quantity take off. Được chưa? Câu này chúng ta sẽ trả lời là gì ạ? They practice quantity take off. Tức là họ thực hiện việc đo bóc tiên lượng. Đúng rồi. Để lập được một cái bảng kê khối lượng thì chúng ta phải đo bóc tiên lượng. Chứ nào? Không ạ. Thế rồi rồi, còn câu 11, 12 buổi sau làm nốt. Trước khi vào kiểm tra thì chữa nốt. Yên tâm là mình sẽ chữa bài tập về nhà xong rồi thì mới kiểm tra giữa kỳ nhá. Nhớ là tuần ngày này tuần sau chúng ta sẽ kiểm tra giữa kỳ đấy. Ok chưa? Em thấy tuần trước thầy không mở chỗ nộp bài tập ạ. Thế à? Bài số 9 không có à? Vâng ạ. Ồ thế thì chữa mất rồi còn đâu. Ok thế thôi. Rồi thế thì mình miễn cho bài số 9 không phải nộp nữa, mà bài số 10 nhá. Nàng nào cũng chữa xong bài tập rồi, bây giờ có nộp nó cũng chả làm gì nữa. Chắc là mình bị tuần vừa rồi bận quá, cái đoạn thu đồ án với các thứ. Đồ án đợt rồi đang kết thúc của đồ án đợt 4. Mình chuyển sang đồ án đợt 1 của năm nay, rất nhiều. Thế nhá, chúng ta nghỉ thôi. Thế ơi, thầy cho em xin luôn để phần đề thuyết minh được không ạ, để cho các bạn chuẩn bị trước ạ. Rồi ok, sẽ gửi mail cho em. Dạ vâng ạ. Nha.